Thưa quý vị, 10 ngày trôi qua, chiến sự giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza bắt đầu có dấu hiệu lắng dịu hơn khi quy mô các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau đã giảm đáng kể, thương vong không còn quá lớn như những ngày trước. Các nguồn tin từ cả Israel, lực lượng Hamas tại dải Gaza cũng như nhà trung gian hòa giải Ai Cập cho biết, hai bên sắp đạt được lệnh ngừng bắn, có thể là một trong hai ngày tới. Động thái được cộng đồng quốc tế kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine, khiến hai bên có thể ngồi vào bàn đàm phán. Rạng sáng ngày 20 tháng 5, các máy bay chiến đấu của Israel vẫn tiến hành hơn chục cuộc không kích nhằm vào dải Gaza và mục tiêu là kho vũ khí của Hamas và dinh thự của một chỉ huy nhóm này. Đáp lại, tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên ở miền nam Israel và các khu vực tiếp giáp với Gaza. Hiện vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về thương vong, thiệt hại. Dù vậy, quy mô của các đợt tấn công mới nhất của hai bên đã giảm nhiều so với những ngày trước đó. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các kẻ thù của nước này đã hiểu được cái giá mà họ phải trả khi tấn công Israel. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cuộc không kích của chúng tôi nhằm vào Hamas và nhóm Jihad ở Gaza đã đưa họ thụt lùi, quay trở lại nhiều năm về trước. Tôi đang đánh giá tình hình, song chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu thấy cần thiết để khôi phục sự bình yên cho người dân Israel. Tôi cũng tin rằng những kẻ thù xung quanh chúng tôi đều đã thấy cái giá mà họ phải trả cho hành động gây hấn. Tôi mong rằng họ sẽ tiếp thu bài học đó. Tuyên bố của Thủ tướng Israel dường như khẳng định đã đủ cho chiến sự tại dải Gaza. Thực tế, trong hai ngày nay, nhiều nguồn tin cho biết Israel và các nhóm vũ trang Gaza có thể sớm đạt được lệnh ngừng bắn. Theo nguồn tin an ninh Ai Cập, hiện các bên đã đồng ý về nguyên tắc một lệnh ngừng bắn sau khi có sự trợ giúp từ các nhà hòa giải, nhưng chi tiết của các lệnh ngừng bắn vẫn đang được đàm phán một cách bí mật. Mặc dù vậy, chuyên gia phân tích cho rằng một lệnh ngừng bắn là khởi đầu tốt đẹp nhưng chắc chắn là chưa đủ. Chúng tôi không chắc một lệnh ngừng bắn có thay đổi được gì hay không, nhưng chắc chắn sẽ mở đường cho công cuộc tái thiết lại dải Gaza. Tuy vậy, đây không phải là giải pháp lâu dài. Tôi mong chờ vào những nỗ lực khác với mục tiêu đem lại hòa bình lâu dài trên dải Gaza và chấm dứt xung đột giữa hai bên. Kể từ ngày 10 tháng 5 tới nay, giao tranh rocket, tên lửa kèm theo pháo kích giữa Israel và các nhóm vũ trang tại dải Gaza đã khiến 228 người Palestine thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị thương. Phía Israel cũng báo cáo 12 người thiệt mạng. Ngoài những thiệt hại về người, Israel cũng tốn kém một khoản kinh phí lớn cho quốc phòng để thực hiện các cuộc tấn công cũng như việc đánh chặn rocket. Còn phía các lực lượng vũ trang tại dải Gaza bị tàn phá về cơ sở hạ tầng hay đường hầm. Hôm qua 19 tháng 5 theo giờ địa phương, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực ở Iceland. Đây là các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận có bất đồng trong quan hệ Mỹ-Nga. Nhưng ông cho biết Washington tìm kiếm cơ hội hợp tác với Moscow bởi mối quan hệ tốt đẹp Mỹ-Nga sẽ tốt hơn cho người dân hai nước và thế giới. Hai nước có thể cùng nhau giải quyết đại dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu, đối phó với các chương trình hạt nhân của Iran, Triều Tiên và các cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo khả năng đáp trả nếu Nga có hành động không phù hợp. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận tất cả các vấn đề với Washington mà không có ngoại lệ. Tuy vậy, người đứng đầu ngoại giao Nga cũng cho rằng để đạt được điều đó, các cuộc thảo luận phải diễn ra chân thành và dựa trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về đề xuất của Washington cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào tháng 6 tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua 19 tháng 5 ra tuyên bố chung, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ châu Phi đối phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt trong vấn đề vaccine. Theo Liên Hợp Quốc, tình hình là rất đáng lo ngại khi châu Phi tới nay mới chỉ nhận được 2% trong tổng số vaccine hiện có trên toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh cần phải cung cấp cho tất cả mọi người, kể cả những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, một sự tiếp cận công bằng với các phương pháp chẩn đoán, điều trị, thuốc men và vaccine chất lượng để chống lại đại dịch COVID-19. Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các nước phát triển và những nước có khả năng cung cấp các liều vaccine quý giá cho người dân châu Phi. Trên thực tế, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ở châu Phi đang bị chậm trễ và tụt hậu khá xa so với các khu vực khác do thiếu hụt nguồn cung vaccine và tài chính. Châu Âu đang dần vực dậy sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khi các nhà hàng, quán cà phê tại nhiều quốc gia được phép hoạt động trở lại. Thậm chí, các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU hôm qua đã mở cửa trở lại biên giới đối với những người đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, một bước đi nhằm phục hồi lại nền kinh tế không khói tại châu lục này.
Người nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sắp có thể nhập cảnh vào châu du lịch hoặc thăm người thân. Dĩ nhiên phải tiêm chủng một trong số những vaccine mà cơ quan dược phẩm châu phê chuẩn. Những người đủ điều kiện sẽ được nhập cảnh vào châu ngay mà không cần phải làm xét nghiệm khi xuống máy bay, cũng không cần phải tự cách ly 1-2 tuần. Tuy nhiên, cũng vẫn chỉ có những người đến từ các quốc gia mà châu cho là an toàn về dịch tễ mới được nhập cảnh thăm người thân hay du lịch. Danh sách các nước an toàn sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên tiêu chí số ca nhiễm mới ít hơn 75 ca trên 100.000 dân trong 2 tuần trước đó. Và mỗi quốc gia thành viên EU vẫn có quyền khẩn cấp ngăn chặn nhập cảnh nếu xét thấy tình hình dịch tễ xấu đi tại nước mình hoặc tại điểm khởi hành của du khách.